trái tim biển xanh, sông xa đưa giấc mộng lành. Chàng chiếu sáng em bằng tia nắng, xóa tan bao ngày tăm tối. Chàng có mắt môi đẹp thơ, ngỡ như thiên thần trong giấc mơ. Thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió, nắng mưa, ta có sợ gì đâu.
dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi nhé. Chúng ta bạc hai mái đầu, chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió nắng mưa, ta có sợ gì đâu, phải không anh?
kia đôi chim trên cành âu yếm nhau ngôn ngữ khác thường. Anh như con bướm bên hoa đa tình, em ước mơ chuyện chúng mình bước lên xe hoa thật xinh. Ngày quen biết lòng anh khát khao tình yêu, thương em thật nhiều. Làm sao em tính đây? Xin em yên lòng, anh thưa cha mẹ mang lễ qua cầu hôn cau trầu. Tình mộng tình mơ bao lâu mong chờ, hạnh phúc trong tầm tay rồi, chúng ta nên duyên đẹp đôi. Ô anh xem kìa, đôi chim trên cành âu yếm nhau ngôn ngữ khác thường. Anh như con bướm bên hoa đa tình, em ước mơ chuyện chúng mình bước lên xe hoa thân xinh. Từ ngày quen biết lòng anh khát khao tình yêu, thương em thật nhiều. Làm sao em tính đây? Xin em yên lòng, anh thưa cha mẹ mang lễ qua cầu hôn cau trầu. Tình mộng tình mơ bao lâu mong chờ, hạnh phúc trong tầm tay rồi, chúng ta nên duyên đẹp đôi.
tại đây thì ban tổ chức cũng dành khoảng thời gian trân trọng nhất tới lời phát biểu của vị đại biểu đại diện cho quan viên các đoàn nhà trai cũng có hơi dầu ăn hỏi và có ý kiến. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các bộ, ông, các bà, và từ đầu năm mới, năm Tân Sửu, cho phép tôi thay mặt cho hải nhà trai xin kính chúc các cô, các ông, các bà, cô dì, chú bác của các viên bốn họ sang năm mới an khang và thịnh vượng, hạnh phúc. Kính thưa các cô, thật là điều rất vui mừng khi hai gia đình ông bà Dũng và ông bà Kiêm và sinh ra được hai cháu. Trong bước đường, các cháu đã tự tìm hiểu và thông báo tới nuôi viên bố mẹ của gia đình. Với điều sự quan tâm của bốn họ, chúng tôi đã nên xin phép gia đình với cháu đi lại để tìm hiểu. Đến giờ phút này, ngày lành tháng tốt cũng là giờ điện hoặc ngày trai chúng tôi có cây đầu lên đây để trình với quan viên bốn họ để ăn hỏi cho hai cháu. Và chúng ta xin báo cáo với quan viên bốn họ này ạ. Trong phần nghi lễ của chúng tôi thì gồm có 7 nghi lễ. Thì trước tiên xin mời ông trưởng đoàn và bốn họ ta đến giám cho lễ ăn hỏi. Và các cháu xong thì xin mời quan viên bốn họ chúng tôi sẽ trình cái lễ đầu cao rượu kính đưa về lại tổ tiên. Đấy là chương trình chúng tôi biết. Và cuối cùng thì xin báo cáo với quan viên bốn họ là chúng tôi sẽ tiếp cây đầu nữa để quay đối với bốn họ, quan viên bốn họ và toàn thể gia đình để chương trình ngày mai. Và vì anh xin mời. Thưa bác, và để đáp lại những tâm tư tình cảm của vị đại biểu đại diện cho quan viên các đoàn nhà trai thì ngay lúc này ban tổ chức cũng dành khoảng thời gian trang trọng nhất tới lời phát biểu của vị đại biểu đại diện cho quan viên các đoàn nhà gái cũng có đôi lời đáp từ và nhận cười dầu. Xin được trân trọng kính mời vị đại biểu đại diện cho quan viên các đoàn nhà gái cũng có đôi lời. Thưa các cụ, các bà và quan viên hai họ nhà trai và gái, lời của vị đại diện của nhà trai, tôi thay mặt cho gia đình nhà gái trước tiên xin kính chào và đón tiếp gia đình nhà trai một cách nồng nhiệt và thân thiện. Kính thưa các cụ, như các đại diện cho gia đình nhà trai có lời và đồng thời những cái chương trình tặng hạnh cho gia đình chúng tôi đã đặt ra thì đã chọn được ngày lành do lành tháng tốt. Các cụ con các bà gia đình nhà trai đã có cây cầu đến đây chưa gửi với gia đình nhà chúng tôi. Tôi thay mặt cho gia đình nhà gái chấp nhận cái lễ của vị đại diện cho nhà trai đã đưa ra và báo cáo với gia đình nhà gái chúng tôi. Cũng xin là hai bà Dũng. We'll be right back.
bác quan luôn món ngọ cùng với cả các cháu. Thế là giờ phút này là công việc ăn hỏi cho hai cháu lớp hai nhà thì chúng tôi đã hoàn tất để tiếp dẫn chương trình. Thì các cô ta cũng nói mà có tổ tổ tiên, có ông bà cha mẹ cụ vị rồi đấy, có bố mẹ, có các cháu. Thế thì gia đình chúng tôi cũng có lễ để lên trình báo với tổ tiên bên này để cho phép các cháu được xây dựng gia đình với nhau. Thế thì xin mời ông đại diện ngoài là chào gái là ông mời ông em nhà cửa. Kính thưa các cô của ông, các bà, cô dì chú bác hai họ. Như ông vị đại diện cho gia đình nhà trai có lễ để đến xin cưới cháu Linh, thì cái lễ này lễ để gia tiên đồn gọi. Thì tôi thay mặt cho gia đình gái xin nhận. Đồng thời cũng xin phép gia đình nhà trai này, sau khi mà nhận cái ăn hỏi xong đấy thì nhớ phải để cháu Sĩ ở đấy. Cháu Sĩ với cháu Linh đi bên nội tộc ngoại tộc thắp hương tổ tiên gia đình của hai cháu. Xin phép là có cái lời xin phép gia đình là ta như vậy. Trong cái lễ nào? Thế thì vậy thì xin báo cáo về phiên bốn loại như này ạ. Để tiếp theo thì gia đình chúng tôi có cái lễ xin dâu. Thế thì cũng báo cáo là gọi là gái ta tiếp nhận. Cầm
phụng hòa mình. Dài lâu
nhạc sập sình, nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Dập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Trắng khi
các cô, các ông, các bà cùng quan viên bốn họ. Thì cũng là ngày lành tháng tốt, và gia đình chúng tôi cũng gọi là chọn ngày lành tháng tốt. Sắp đến giờ để gia đình và chàng trai chúng tôi xin cháu trở về phòng tân hôn tại gia đình nhà trai để làm lễ thành hôn cho các cháu. Thế thì cũng báo cáo với quan viên bốn họ thế này à. Vì thời gian là đúng 2:25 thì gia đình chúng tôi xin cháu về để làm lễ thành hôn cho các cháu. Thế thì xin báo cáo với quan viên bốn họ là như vậy. Một lần nữa cho phép tôi gửi lời tới quan viên bốn họ, và cũng rất mong các cụ, không các bà, cô dì chú bác, bạn bè của các cháu 100 năm mới có một ngày. Thì xin thay mặt cho họ nhà trai là xin kính lời toàn thể quan viên bốn họ cố gắng đi dự buổi tân hôn, kết hôn cho hai cháu được trọn vẹn. Xin cảm ơn. Dạ vâng, và để đáp lại những tâm tư tình cảm của viên đại biểu đại diện cho quan viên phái đoàn nhà trai, thì ngay lúc này ban tổ chức cũng dành khoảng thời gian trang trọng nhất tới lời phát biểu của viên đại biểu đại diện cho quan viên phái đoàn nhà gái, cũng có đôi lời đáp từ. Xin được trân trọng kính mời viên đại biểu đại diện cho quan viên phái đoàn nhà gái. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác của bốn họ, thì thay mặt cho gia đình nhà gái, trước tiên tôi trân trọng kính mời chào đón tất cả các vị khách quý, các cụ, các ông, các bà đại diện cho gia đình nhà trai cùng gia đình nhà gái đã có mặt tại hội trường hôm nay để làm lễ vu quy cho cháu Linh Sĩ và cháu Linh. Vị đại diện cho gia đình nhà trai đã có ý kiến và có đoàn đến để xin dâu rồi. Thay mặt cho gia đình nhà gái, chúng tôi xin chấp nhận và nhiệm mời cho cháu Sĩ vào đón cháu Linh ra để làm thủ tục thắp hương. Thay mặt gia đình nhà gái cho phép cháu Sĩ vào đón cháu Linh ra để chào cả họ. Dạ vâng, ngay giây phút này đây thì xin mời chú rể sẽ ôm bó hoa tươi thắm vào để đón cô dâu ra và thắp nén nhang bái tổ tiên trước khi nàng dâu trở về nhà chồng. Thank you.
kính mời ông bà trở ra biếu hoàng trường để trao những món quà cũng như kỷ vật để chúc cho hai con được trăm năm hạnh phúc. Dạ vâng, thay lời cho gia đình cũng như đỡ lời cho đôi bạn trẻ thì xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị, chúng ta tự nhiên mời nước mời trầu ăn bánh kẹo chung vui cùng gia đình chúng tôi. Xin được trân trọng kính mời ông bà trở ra phía hồ trường đi ạ. Xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh
chợ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bến mình nơi thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Ơi ơi hò khoan người hò khoan, mắt sáng em hơn cả vầng trăng, rồi mai đây ta trở về buồn chờ yêu thương về qua bến xưa. Dòng sông ơi thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời anh. Em trôi vào ánh sáng hồng tươi những đèn hoa, với áo màu xanh ngát hồn ta, thuyền em trôi vào đêm vui. Ơi ơi hò khoan người hò khoan, tiếng hát em vang cả dòng sông. Dòng sông xanh xanh lên tình người, em trôi về bến mới, bến yên lành suối mái chèo vơi, bến thanh bình ta sống thành thơi. Làng quê ta đêm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa, chân mang giày đầu che khăn để đôi môi hồng miệng cười tươi tắn. Chợ quê thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bến nghỉ ngơi thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Ơi ơi hò khoan người hò khoan, mắt sáng em hơn cả vầng trăng, rồi mai đây ta trở về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời anh. Dòng sông ơi thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời anh. Dòng sông ơi thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về we'll be right back.
Đêm nay trời sáng trăng mình bên nhau cùng hòa chung câu hát. Hương xuân tình đắm say nhạc lớn lâng lòng em nghe sao xuyên. Ta say cùng ánh trăng cùng muôn sao lấp lánh trên trời cao. Sao hỡi hãy sáng soi tình ta. Anh mơ một sớm nào mình bên nhau rượu hồng vui pháo ơi. Muôn chim cùng hót ca mừng đôi ta tình nồng hương phơi phơi. Tình nồng hương phơi phơi muôn đời có nhau tình yêu kia sẽ mãi không nhạt phai. Say dịu thơm ngất ngây cùng nhịp bước cuồng vui lâng lâng men rượu cay nhịp tin đắm say minh hoa khúc tình ca. Xin cho lứa đôi bên nhau sẽ mãi muôn đời gần nhau. Anh mơ một sớm nào mình bên nhau. Ai chưa nhìn thấu cô dâu, nhưng ai chưa nhìn thấu chú rể, chúng ta hãy hướng ánh mắt xinh xắn của mình lên chiếc xe bấu cùng dành những tràng pháo tay tốt đẹp nhất và to nhất. Chúc mừng cho đôi bạn trẻ, chúng tôi xin chính chào tuyên bố lễ thành hôn của văn sĩ và Thị Linh xin được chính thức bắt đầu. Xin mời cô dâu và chú rể đứng lên cúi đầu một cái thật sâu, gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể các quý vị trong ngày vui hôm nay. Kính thưa quý vị, để gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể các quý vị, cũng xin trân trọng kính mời quý vị chúng ta tự nhiên mời chầu mời trà để cùng chung tay dành những tình cảm đặc biệt và nồng hậu nhất cho cô dâu và chú rể. Theo đúng là tiếng nạc thân hoan mừng rể thảo và trăm hoa đua nở đón dâu hiền. Ngày hôm nay chúng tôi có mặt tại quê hương Mỹ Hà, Mỹ Lộc, Nam Ninh để cùng mang lời ca tiếng hát của mình gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể các quý vị và đặc biệt là thay lời chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ với một ca khúc mời chầu mời trà. Rất là xong ca nữa trình bày xin trân trọng kính mời.
Quân thân mến, vừa rồi là ca khúc Khách đến chơi nhà. Để tỏ lòng cảm ơn sâu sắc nhất gửi đến toàn thể các quý vị đã có mặt đông đủ tại Tư Gia Hương Trường của tổng gia đình nhà trai chúng tôi, cùng dành những lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho đôi bạn trẻ, cũng liên tục cái chuyện lời mời thì xin trân trọng kính mời tới toàn thể các quý vị. Chúng ta tự nhiên mời chầu mời trà và đặc biệt là dành những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cho cô dâu và chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay. Như quý vị đã biết, có được ngày vui niềm hạnh phúc rất là lớn lao đối với cô dâu của chú rể thì ban tổ chức chúng tôi sẽ dành ra những khoảng thời gian trang trọng nhất để kính mời và giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho tổng gia đình nhà gái sẽ trở lên phía sân khấu cùng làm thủ tục trao dâu. Xin trân trọng kính mời, đề nghị chúng ta hãy nổi chẳng có tay thật to thật nhiệt để cùng chào mừng. Thưa các cụ, ông bà, cô dì chú bác cùng các vị khách quý, sau một thời gian tìm hiểu, cháu sĩ cháu Linh được sự quan tâm của hai bên gia đình cùng chính quyền địa phương, đến hôm nay hai gia đình chúng ta đã tổ chức lễ thành hôn cho các cháu. Tôi thay mặt cho gia đình họ nhà gái trước tiên xin gửi tới các cô công các bà cùng toàn thể các quý vị khách quý lời chào trân trọng nhất. Đồng thời chúng tôi cũng rất xúc động trước sự đón tiếp rất thân thiện, nhiệt tình của phía gia đình nhà trai. Chúng tôi thay mặt cho gia đình nhà gái rất là cảm động và biết ơn. Chúng tôi không biết nói gì hơn. Tôi thay mặt cho gia đình nhà gái xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất. Đồng thời nhân dịp năm mới Tân Sửu, tôi thay mặt cho gia đình nhà gái xin chúc chúc sức khỏe đến các cô con các bà cùng các vị khách quý, lời kính chúc an khang thịnh vượng hạnh phúc. Chúc cho hai cháu chị và cháu Vinh ngoan chịu khó rồi cái gì cũng có. Đại biểu Thư Sinh Hương thân mến, vừa rồi quý vị cũng vừa được lắng nghe những lời phát biểu của bác đại biểu đại diện cho tổng gia đình nhà gái. Trong lời phát biểu của bác gửi lời mời, lời cảm ơn chân thành đến toàn thể các quý vị đã có mặt đông đủ để cùng chung tay thay lời chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho cô dâu và chú rể. Thật đúng là phù đạo giữ gìn tu tích đức, tể gia tháo phát tích ân công, trong hòa vợ quần vui cha mẹ, trang ấm vui êm vẹn thủy chung. Hôm nay bái tổ vu quy nhật, năm tới thêm hoa quý từ bồng. Đỡ lời cho cô dâu và chú rể thì xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới bác đại biểu đại diện cho tổng gia đình nhà gái rất nhiều, cũng liên tục cái chuyện lời mời đến toàn thể các quý vị. Chúng ta tự nhiên mời chầu mời trà cùng ngồi sát lại gần nhau hơn nữa để nói lên những câu chuyện tâm tình hay lời chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ. Cùng trở lại với Trà Văn Nghệ ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời anh Ngọc Tân sẽ trở lại phía sân khấu cùng mang lời ca tiếng hát của mình gửi đến toàn thể các quý vị, và đặc biệt là thay lời chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ. Xin trân trọng kính mời. Vâng, các bạn ấy tôi chờ chương trình ca nhạc mời hạnh phúc cho anh chị văn sĩ và Du Linh. Cho phép tôi được gửi đến các quý vị đại biểu quý vị lời chúc sức khỏe và chào trân trọng nhất ạ. Và ca khúc tiếp theo thì gửi đến tất cả mọi người một ca khúc của nhạc sĩ Vũ Quang, ca khúc đầu tiên Khát vọng tình yêu. Xin mời quý vị cùng đến với. Em là tia nắng giữa đời anh, em đông đủ điều tài. Em là nhành hoa để mắt cho lá hoa mùa hè. Em là bài hương như hương lúa ngọt ngào để suốt đời anh mãi gọi tên. Hạt nắng buông nhẹ trên tóc, dấu là mặt trời.
dù buồn khát nhau, mắt em vời vời lòng lạnh trời sao. Đêm không ngó thuyền, cuộc đời trôi về đâu. Nếu không có người, mặt đất sẽ hoang vu. Càng xa em, anh càng thấy yêu em. Anh yêu em như trời xanh yêu nắng vàng, như môi em chưa một nụ hôn nồng cháy. Anh yêu em không một lời gian dối. Trái tim này anh giữ tạm tiền lên. Anh yêu em không một lời gian dối. Trái tim này anh giữ riêng em. Một bài hát hay từ ca từ đến ý nghĩa của bài hát vừa được anh Ngọc Tân gửi đến toàn thể các quý vị, và đặc biệt là thay lời chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ. Dạ vâng, kính thưa quý vị, liên tục cái chuyện này mời thì có xin trân trọng kính mời đến toàn thể các quý vị, những người đã và đang hiện diện tại Tư Xa Hơn Trường Cưới của chúng ta. Một lần nữa, những ai chưa nhìn thấu cô dâu, những ai chưa nhìn thấu chú rể, chúng ta sẽ hướng ánh mắt xinh xắn của chúng ta lên trước sân khấu cùng chiêm ngưỡng cũng như chứng kiến những khoảnh khắc thiêng liêng nhất của đôi bạn trẻ trong ngày vui hôm nay. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ đứng lên để cùng làm thủ tục trao nhẫn chưa cưới trước sự chứng kiến cũng như vun đắp của toàn thể ban VD họ trong ngày vui hôm nay. Đề nghị chúng ta hãy mở những tràng ngón tay thật to và đồng nhiệt để cùng chúc mừng. Kính thưa quý vị, chiếc nhẫn hình tròn không có điểm đầu cũng không có điểm cuối, thì hai chiếc nhẫn được lồng vào tay nhau là chứng tỏ họ sẽ thuộc về nhau mãi mãi. Kể từ giây phút này và kể từ ngày hôm nay, xin trân trọng kính mời. Ngày hôm nay họ đã có những niềm vui, niềm hạnh phúc nhất định. Ngày hôm nay họ đã chính thức đặt viên gạch hồng đầu tiên để xây dựng cho nền tảng hạnh phúc của mình với gia đình đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ. Trước sự chứng kiến của toàn thể các cụ ông, các cụ bà, tôi xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ tiến tới những tầng thánh hạnh phúc biểu tượng cho sự ngọt ngào vĩnh cửu của tình yêu trong ngày vui hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Anh sẽ là gió lộng để em là mây bay, anh sẽ là nắng bay để em là hoa nhỏ, anh sẽ là lối nhỏ để cho em bước vào đời. Thank you.
rồi. Xin trân trọng kính mời chúng ta không ngừng những tràng pháo tay không ngớt để cùng chúc mừng ngày phúc trăm năm cho Huy Hương. Vâng ạ, xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ nâng ly rượu hồng đứng ra giữa sân khấu cùng gửi lời cảm ơn chân thành với toàn thể các quý vị. Toàn thể chúng ta bên dưới không có rượu, chúng ta sẽ dùng chén trà thay ly rượu. Chúng ta cùng nâng ly, cùng chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ. Xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể quay mặt vào nhau uống chén rượu xa bôi cho ngày vui hôm nay. Các bạn giọt rượu hồng đó là minh chứng tình yêu của cô dâu và chú rể. Toàn thể các quý vị đã có mặt ở đây, tất cả chúng ta đều trở về đây với những món quà của riêng mình. Có những người trở về đây bằng những món quà về vật chất, có những người trở về đây bằng những món quà về tinh thần, những lời chúc mừng hạnh phúc tốt đẹp. Anh chị em nghệ sĩ chúng tôi trở về đây bằng lời ca tiếng hát. Và đến giờ phút này đây thì tôi xin trân trọng giới thiệu những món quà đến từ những người thân yêu của chú rể, đó là gia đình. Xin trân trọng kính mời người mẹ thân sinh ra chú rể sẽ hiện diện tại sân khấu cùng trao tặng cho hai con của mình những món quà bằng vật chất, những món quà bằng tinh thần mà bố mẹ đã chất chiêu dành dụm suốt bao nhiêu năm tháng qua để ngày hôm nay hai con xây dựng gia đình niềm hạnh phúc riêng. Cha mẹ sẽ có những món quà đặc biệt dành tặng cho hai con. Xin trân trọng kính mời người mẹ thân sinh cho chú rể trong ngày vui hôm nay. Không ai khổ bằng cha, nước biển bao la không mang đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tình cảm mà cha mẹ dành tặng cho hai con sẽ được hai con ghi nhớ mãi mãi và ngàn đời. Liên tục chương trình trao quà tặng quà thì tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời món quà của người bà nội chú rể. Vâng, xin trân trọng kính mời bác Thanh sẽ thay mặt bà nội trở lên phía sân khấu trao tặng cho hai cháu của mình những kỷ vật thiêng liêng của bà nội ạ. Trao tặng cho hai cháu của mình, thay mặt bà nội thì bác Thanh cũng sẽ trở lên phía sân khấu để cùng trao tặng những món quà đặc biệt này gửi tới cô dâu và chú rể trước sự chứng kiến của những quân áp của toàn thể quan viên quý khách ạ. Sau món quà của bà nội thì tôi cũng xin trân trọng giới thiệu và kính mời món quà của bác Vinh sẽ trở lên phía sân khấu tặng hoa và tặng quà cho hai cháu. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, công ông bà, quan viên hài họ, như vị đại diện của Hoa Nhà Gái đã phát biểu, qua một thời gian dài hai cháu tìm hiểu, tình yêu của hai cháu đã tâm đầu ý hợp, được sự đồng ý và cùng chăm lo vun đắp của hai gia đình và được sự đồng thuận của hai họ, tình yêu của hai cháu đã đơm hoa kết trái giữa độ xuân về. Với niềm vui này, hôm nay hai gia đình đã được các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, các anh chị và các cháu sắp xếp công việc dành cái thời gian về đây để cùng chung vui và dự buổi lễ thành hôn của hai cháu hôm nay. Với tình cảm này, tôi thay mặt cho dòng họ xin ghi nhận và xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quan viên hai họ, trong ngày vui hạnh phúc của các cháu, trong cái giờ phút thiêng liêng này, với bó hoa tươi thắm này, cho phép tôi được thay mặt cho dòng họ và thay mặt cho quan viên bốn họ hôm nay và tình cảm của cá nhân, và có một chút quà tôi trao tặng cho hai cháu và chúc cho hai cháu hạnh phúc. Trước khi dừng lời, một lần nữa tôi chúc cho hai cháu đã yêu nhau vô thật mặn mà, càng yêu càng thắm thì càng già càng yêu. Nhân dịp ngày đầu xuân mới, tôi chúc cho hai gia đình hai họ luôn có sức khỏe, nghĩa tình mãi mãi chẳng mờ phai. Xin cảm ơn.
Đó là cho cô dâu của chú rể thì xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tình cảm bác rể của bác Thanh ạ. Liên tục cho chương trình trao quà thì tôi cũng xin trân trọng giới thiệu và kính mời người bà ngoại đáng kính của chú rể cũng xuất hiện tại sân khấu để cùng trao tặng cho hai cháu của mình những tình cảm mà bà chất chiêu dành dùng cho ngày vui hôm nay. Xin trân trọng kính mời cùng trao tặng tình cảm của bà ngoại dành tặng cho cô dâu của chú rể trong ngày vui hôm nay. Đề nghị chúng ta ngồi những tràng pháo tay thật to và đặc biệt để cùng chúc mừng. Người em gái của chú rể cũng trở lên phía sân khấu trao tặng những tình cảm đặc biệt nhất của em gửi tới anh chị. Vâng ạ, sau món quà của em gái chú rể cũng xin trân trọng kính mời món quà của bác Tiến Xuyên sẽ chuẩn bị những món quà hai bác trở lên phía sân khấu trao tặng cho hai người cháu của mình trong ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
trên lời mời của tổng gia đình nhà trai cũng như kính trên lời mời của cô dâu chú rể, xin trân trọng kính mời đến toàn thể các quý vị chúng ta tự nhiên mời nước mời trầu cùng ăn bánh kẹo cắn hạt dưa cùng chung tay dành những lời chúc mừng hạnh phúc tốt đẹp nhất tới đôi bạn trẻ. Kính thưa quý vị, nhà gái thì cũng đã phát biểu rồi, nhà trai tôi cũng đang ngồi kể bên, trao dâu nhận rể là đây, vui phấn khởi xin lên đáp từ. Đến giờ phút này thì ban tổ chức chúng tôi cũng sẽ dành ra những khoảng thời gian trang trọng nhất để kính mời và giới thiệu bác đại biểu đại diện cho tổng gia đình nhà trai sẽ trở lên phía sân khấu gửi lời cảm ơn tới toàn thể các quý vị cũng như thay lời chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cô, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng quan viên bốn họ, đến hôm nay cũng là ngày tháng đẹp, giờ đẹp, và nhất là được sự quan tâm của các cô, ông, các bà, quan viên bốn họ cùng bạn bè của các cháu đã bước chút thời gian về đây với hai gia đình làm lễ thành hôn cho các cháu. Cho các tôi gửi tới toàn thể quan viên bốn họ lời kính chúc và lời cảm ơn sự hiện diện của các quý ông quý bà cùng quan viên bốn họ có mặt trong buổi hôn lễ cho hai cháu ngày hôm nay. Xin hết ạ. Kính thưa quý vị, vừa rồi quý vị cũng vừa được đón nghe lời phát biểu của bác đại biểu đại diện cho tổng gia đình nhà trai. Kính thưa quý vị, lễ giờ phút ở đây thì tôi xin trịnh trọng tuyên bố lễ thành hôn hạnh phúc trăm năm của chú rể Văn Sĩ kết duyên cùng với cô dâu Thùy Linh xin được chính thức kết lại. Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất toàn thể các quý vị. Xin kính chúc phái đoàn tổng gia đình nhà gái trở về nhà thờ hộ bình an. Cầu chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, bắt đầu lễ phu thê. Xin cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Tuyệt vời mừng đôi uyên ương đang bước trên con